Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vương Văn Hiệu của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách loại bỏ hàng trống trong Excel. Giả sử ở trên màn hình đây mình có một bảng dữ liệu như sau. Bây giờ bài tập đưa ra là mình phải loại bỏ các cái hàng trống trong cái bảng dữ liệu này. Tại vì tất cả các cái cột này thì nó sẽ sắp xếp ngẫu nhiên. Có những cột nó không có dữ liệu và có những cột nó có dữ liệu và ở ngẫu nhiên ở các hàng khác nhau. Thì bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta loại bỏ tất cả những cái hàng trống mà không có dữ liệu nào. Thì bình thường nếu như các bạn làm thủ công thì các bạn có thể dùng filter, đúng không? Các bạn dùng filter, sau đó các bạn chọn cái hàng trống này. Đã, chọn hàng trống của từng cái một. Đây, mình sẽ chọn hàng trống của từng cái một. Cái này là do nó không chọn được hết, tại vì do nó cái dữ liệu của nó không có đồng nhất này. Thế thì mình thêm một cột số thứ tự đi. Từ khi các bạn chọn filter, các bạn muốn chính xác ấy, các bạn phải có một cột nó có dữ liệu kín hết các cột này, thì khi filter thì nó mới bao phủ được hết các cái cột còn lại. Đây, mình chọn lại, chọn bành, đúng không? Cái này cũng chọn bành. Và các bạn thấy không, khi mình thêm cái cột phụ số thứ tự này này, thì khi mình chọn bành thì nó mới có tác dụng. Thì các bạn cũng lưu ý, khi các bạn dùng chức năng filter này để lọc á, thì các bạn phải có một cái cột, ví dụ cột số thứ tự chẳng hạn, nó có dữ liệu đầy kín tất cả các hàng, thì khi đó chức năng filter nó mới có tác dụng hết toàn bộ cái bảng dữ liệu của các bạn. Rồi sau khi chọn filter xong thì các bạn sẽ thấy có hai hàng trống ở đây, đúng không? Các bạn sẽ boolean rồi các bạn xóa một cách thủ công. Nhưng mà ví dụ như là cái bảng dữ liệu này của mình nó có 4 cột, 5 cột thôi. Nhưng mà ví dụ bảng dữ liệu của chúng ta nó có nhiều cột, nó có 1.000 cột chẳng hạn. Mà chúng ta đi filter từng cột như này thì rất là lâu, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách rất là nhanh. Giờ mình back trở lại nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm một cột phụ. Cột này là cột nháp đi, mình gọi là cột phụ nha. Rồi sau đó các bạn sử dụng hàm này cho mình. Các bạn hàm cao A. Thì các bạn bôi hết. Các bạn có bao nhiêu cột dữ liệu các bạn bôi hết nhé. Chọn hết. Ngoặc lại. Giờ các bạn kéo sổ xuống. Mình thêm một dữ liệu vào đây nữa. Đây, giả sử như này. Thì cái tác dụng của hàm cao A tức là nó sẽ đếm trong cái giải dữ liệu này, cứ có cái chỗ nào mà nó có dữ liệu vào đó thì nó sẽ đếm được, đúng không? Thì đây, như cái hàng này nó có hai ô chứa dữ liệu thì kết quả bằng 2. Hàng này nó có một ô chứa dữ liệu. Đó, ví dụ như hàng này nó có 4 ô chứa dữ liệu, kết quả bằng 4. Thì bây giờ chúng ta sẽ nạp ra cái cột phụ này những cái hàng nào mà nó không có dữ liệu. Chúng ta sẽ chọn là số 0, đúng không? Đây, số 0 tức là không có dữ liệu này. Đó, thì chúng ta sẽ lấy ra số 0. Đây, mình filter lại cái này.
Rồi, mình sẽ chọn số 0. Đã, thì khi các bạn chọn số 0 thì nó sẽ lọc ra cho các bạn tất cả các cái hàng mà không có chứa dữ liệu nào. Đúng không? Các bạn chọn các cái số khác 1, 2, 4 này thì các cái hàng này nó đều có dữ liệu. Đúng không? Trong một ô bất kỳ nào đó nó đều có dữ liệu. Thì chúng ta sẽ phải chọn số 0. Đó, chọn số 0. Rồi sau khi chọn số 0 rồi thì các bạn bôi đen những cái hàng mà không có dữ liệu này, các bạn xóa, delete nó đi thôi. Rồi các bạn mở ẩn ra. Đó. Vậy là với cái cú pháp nhỏ thì chúng ta có thể xóa đi được tất cả những cái hàng trống trong Excel. Rồi sau khi xóa đi thì các bạn có thể bỏ cái code phụ đấy đi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Nếu thấy video này hay thì các bạn hãy chia sẻ cho những người khác cùng xem. Nếu có cái thắc mắc hay là câu hỏi nào thì các bạn cứ comment ở bên dưới video. Mình sẽ trả lời các bạn trong cái khả năng của mình. Để ủng hộ mình có tinh thần động lực làm nhiều video khác thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký ở đây. Đây các bạn nhấn vào đăng ký này. Rồi sau đó nó xuất hiện cái chuông thì các bạn nhấn vào cái chuông này. Đã, sau khi nhấn vào cái chuông là các bạn sẽ thấy nó có hai cái sập ở hai bên này. Tức là mỗi lần mà mình đăng cái video mới lên ấy thì nó sẽ thông báo cho các bạn để các bạn biết, các bạn vào xem. Ngoài ra thì các bạn có thể vào cái kênh của mình, đây kênh YouTube của mình tên là Vương Văn Hiệu này, các bạn bấm vào đây. Các bạn vào đây thì trong cái kênh này mình có chia sẻ nhiều các cái video khác về thủ thuật Excel, thủ thuật máy tính. Thì các bạn vào phần video này. Đã, các bạn có thể xem các cái video mình chia sẻ khác ở trong đây rất là nhiều. Ngay cả về thủ thuật máy tính này, thủ thuật buộc. Rồi trong đây là danh sách phát, mình cập nhật theo từng cái chủ đề một. Thủ thuật PowerPoint, thủ thuật Excel. Dạ, xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.